bạch thế tôn đại bồ tát vì bồ đề nên khi hành pháp không quên mất tánh luôn luôn xả thì đối với những pháp nào là ích là tổn là tăng là giảm là xanh là diệt là nhiễm là tịnh bạch thế tôn đại bồ tát vì bồ đề nên khi hành trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng thì đối với những pháp nào là ích là tổn là tăng là giảm là xanh là diệt là nhiễm là tịnh Phật dạy, này thiện hiện đại Bồ Tát vì Bồ Đề nên khi tu bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa đối với tất cả pháp, không ích không tổn, không tăng không giảm, không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh này thiện hiện đại bồ tát vì bồ đề nên khi an trụ pháp không nội pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt ráo pháp không không biên giới pháp không tản mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh đối với tất cả pháp không ích không tồn không tăng không giảm không xanh không diệt không nhiễm không tịnh này thiện hiện đại bồ tát vì bồ đề nên khi an trụ chân như pháp giới pháp tánh tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh bình đẳng tánh ly sanh định pháp trụ pháp thật tế cảnh giới hư không cảnh giới bất tư nghỉ đối với tất cả pháp không ích không tổn không tăng không giảm không sanh không diệt không nhiễm không tịnh này thiện hiện đại bồ tát vì bồ đề nên khi tu bốn niệm trụ bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo đối với tất cả pháp không ích không tồn không tăng không giảm không sanh không diệt không nhiễm không tịnh này thiện hiện đại Bồ Tát vì Bồ Đề, nên khi an trụ thánh đế khổ, thánh đế tập diệt đạo, đối với tất cả pháp không ích không tổn, không tăng không giảm, không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh. Này thiện hiện đại Bồ Tát vì Bồ Đề, nên khi tu bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, đối với tất cả pháp không ích không tổn, không tăng không giảm, không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh này thiện hiện đại bồ tát vì bồ đề nên khi tu tám giải thoát tám thắng xứ chín định thứ đại mười biến xứ đối với tất cả pháp không ích không tồn không tăng không giảm không sanh không diệt không nhiễm không tịnh này thiện hiện đại bồ tát vì bồ đề nên khi tu pháp môn tam ma địa pháp môn đà la ni đối với tất cả pháp không ích không tồn không tăng không giảm không sanh không diệt không nhiễm không tịnh